thời gian qua con vẫn lén lút qua lại với cô ta sau lưng mẹ hả? Cô gái nhiều tuổi hơn này lại đi quyến rũ một đứa ngây thơ như con. Tới nhà của tôi rồi đón con gái của mấy người về đi. Thời gian vừa qua tôi đã có cái nhìn không tốt về tài xế Park cũng như là gia đình của tài xế Park. Tôi muốn xin lỗi tài xế Park vì chuyện đó nên tôi mới đến đây. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ làm bảo vệ ở chỗ này. Cô giáo Park ra ngoài để tìm điện thoại mà cô giáo Park đánh rơi, nhưng đến giờ chưa thấy về nữa.